Nay mẹ mua cái son cho mày tắm. Được rồi. Giờ mình đi tắm nha. Giờ tắm rồi. Sợ. À mình có xúc. Mình có xúc nước. Phải đùm. Giờ có thả người xuống nước đi. Mét quá mẹ. À nó hăng xuống luôn. Mét quá mẹ. Đùa. Mới đùa. Tắm là bơi đu kìa, có chịu nổi không? Bơi nước ít quá, mình đi không bơi được. Bơi rồi, chưa cầm mấy khăn nha, mày tắm nha. Ôm mấy khăn nha. Ăn xài á, ăn xúc cái xúc cái xúc tắm. Ăn xài á, giờ là người người à. Cái tắm nè em. Ủa một trái xoài bự là bữa nay ăn hết luôn nha mọi người. Trái xoài rất là bự. Và bà đang ăn hết trái xoài đó. Nhìn mình có mấy cái chất chật như vậy nè. Khi mình rau khỉ là mình phải khuyến khích cho ăn trái cây nha mọi người. Khi mà ăn trái cây nhiều thì sẽ tốt hơn uống nước sữa. Uống sữa bé rất là bị tiêu hóa đường ruột á, không có tốt. Ăn trái cây thì giờ một chút xíu nó sẽ tốt hơn nha. Phải không mẹ nói đúng không? Bọn con đi cũng rất là thích ăn trái cây nha. Từ cái gì chưa cũng ăn hết á, giỏi lắm. Tắm mà chứ không quên nhiệm vụ múc tay đâu. Ăn cái gì đâu mà xài ha. Đúng như mặt má vô từng năm hết à. Mình đứng nước xong rồi mình cho bữa nào một cái ghế bỏ ở đây luôn. Thì mình đi đứng cái ghế luôn ha. Bữa nào mình cái ghế nhỏ nhỏ mình bỏ vô thì mình đi đứng nha. Sao lấy gì mà sao bông đi bên xe. Không chơi sữa tắm đó mình xem rồi. Em chỉ tắm cho tôi thơm. Đây đây. Tắm xin lỗi xin lỗi. Giờ tại vì người Vãi Nam bị dích lắm nên đó. Tắm một nhiều mà xà bông một tí xíu để cho nó thơm nha. Tắm xà bông một tí xíu cho nó thơm người nha. Này ham mặt đất rồi. Này bữa nay là không. Anh mặc thôi 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 thôi. Rồi rồi mẹ ẩm nha, mẹ ẩm Bonnie rồi, mẹ ẩm Bonnie rồi. Mẹ ẩm á, mẹ ẩm Bonnie á. Mẹ đâu có bỏ Bonnie đâu. Mẹ chà mấy chỗ này cho sạch nè. Ăn mà dính nước, dính dính xoài mà từ đây học em hết á. Khói lắm, mát xài chỗ này khói lắm. Ấm đi chà cho người ngủ nha. Dài quá, nóng gì nó chạy hết. Trời
nhiều khi con gái mà cứ chạy mặt con, chạy lên mặt mẹ, cái chạy lên mặt quá trời. Mình chạy kỹ tí xíu nha, cho nó sạch nha. Này lông á, lông dịu nên là tắm mình chạy kỹ tí xíu. Chạy tinh, chai, đồ. Mấy cái này là chỗ hay cầm nắm là thành dơ lắm. Ừ, nói đúng không? Nói đúng không? Nói đúng quá mà. Nói đúng quá mà mẹ. Nói dám ý kiến đâu. Ừ. Bây giờ mình đi thay nước nha. Đi thay nước thì con gái tắm nha. Giữa mình đó là xong rồi. Mày nhé. Ôi mày mẹ. Ôi mày mít. Ôi. Đừng có chi xà bông cho mắt đâu. Đấy. Ok. Thì mình đi xảy nước nha. Tại vì nãy mình tắm lên nó nước kia nó còn ít lắm, lạnh nhiều hơn là mình còn ít nước thôi. Rồi mẹ tắm, mẹ tắm. Mày thương xả nước nữa là xong rồi, xóa một lần nước nữa là xong rồi, không có gì nữa bắt đâu rồi. Một lần nữa thôi nha. Cái xíu một lần nữa nha, mình xin 2-3 phút nữa thôi nha là xong rồi nha.
Nước tắm mình đi hết dính mấy cái gì. Hết dính cái xoài đi. Yeah.